Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin: sập nhà, 4 người mắc kẹt tại Hà Nội, một nạn nhân đã tử vong. Căn nhà số 13 tại phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bị đổ sập khiến 4 người mắc kẹt, trong đó một nạn nhân đã tử vong. Khoảng 3 giờ 30 sáng nay, 4 tháng 8, tại số nhà 41-43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra vụ sập nhà khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tới 6 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Bộ Tư lệnh Thủ đô vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn. Một số người dân cho biết, thời điểm ngôi nhà đổ sập đã tạo nên tiếng nổ lớn, gây rung chuyển cả khu phố. Ngôi nhà bị đổ là số nhà 43, có thể là do nhà 41 đang tiến hành đào móng nhà gây nên. Bà Nguyễn Thị Hồi, một nhân chứng cho hay, nhà số 43 phố Cửa Bắc là một ngôi nhà 4 tầng. Hàng ngày là quán ăn, có nhân viên thường trú bên trong. Lúc xảy ra vụ việc, đã có 3 người kịp chạy thoát ra khỏi hiện trường. Trong đêm cùng ngày, tốt thợ của nhà số 41 đang tiến hành đào móng xây nhà thì xảy ra vụ việc. 5 giờ 10, chưa người nào trong ngôi nhà bị sập được cứu thoát. Lực lượng chức năng gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội, y tế có mặt rất đông tại hiện trường. Cả khu phố đang được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. 6 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa một người ra khỏi hiện trường, nhưng chưa xác định được tình trạng cụ thể. 6 giờ 6 phút, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. 6 giờ 40, vì người bị nạn còn ở bên dưới đống đá, nên lực lượng chức năng không thể sử dụng máy móc cỡ lớn để cứu hộ mà chủ yếu dùng tay. 6 giờ 50, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Trung yêu cầu các lực lượng huy động tối đa nhân lực và phương tiện để tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. 7 giờ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 3 người. Một người mắc kẹt chân, một người hiện vẫn giao tiếp được, một người đã xác định được vị trí vùi lấp ở phía bên phải sau bức tường lớn. Đội cứu hộ đang tiếp tục tiến hành đào bới để đưa người bị nạn ra ngoài. 7 giờ 10, theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua điều tra xác định ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện là chủ cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần tại 43 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Cửa hàng diện tích khoảng 30m², được xây 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. Bị sập vào hồi 3 giờ 15 ngày 4 tháng 8 2016. Cửa hàng có tổng số 8 nhân viên tạm trú, bao gồm 6 nam, 2 nữ. Lực lượng giải cứu đã sơ cứu được 4 người gồm Nguyễn Vĩnh Đu, sinh năm 1983, Trần Văn Dần, sinh năm 1986, Nguyễn Hồng Chiến, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1998. Anh Nguyễn Vĩnh Đu hiện đã được sơ cứu và đang cấp cứu tại bệnh viện Sanborn. Các anh Dần, Chiến, Thắng đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nơi kẹt, hiện đang có mặt tại công an phường để xác định làm rõ nguyên nhân bị sập. Tại hiện trường còn 4 người mắc kẹt gồm anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hằng, chị Nguyễn Thị Thoa. 7 giờ 20 phút, một trong 3 nạn nhân mắc kẹt còn lại đã được đưa ra ngoài an toàn. 7 giờ 37 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được một nhân viên nữ còn bị mắc kẹt, đã có thể chuyển nước vào cho nạn nhân này uống. 8 giờ 10, thêm một nạn nhân nữ được cứu thoát ra ngoài. 8 giờ 30 phút, hiện tại lực lượng cứu hộ cùng cẩu cố định các bức tường lớn, sử dụng sức người đào bới tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Những trường hợp được cứu thoát đang điều trị tại bệnh viện Sanborn. 8 giờ 50 phút, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, lãnh đạo Sở Xây dựng và quận Ba Đình họp chung phương án cứu hộ, đã họp dã chiến tại hiện trường. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương và rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống. 9 giờ theo phóng viên tại hiện trường, một nạn nhân được xác định đã tử vong nhưng chưa xác định danh tính. 9 giờ 5 phút, trời bắt đầu đổ mưa. Lực lượng cứu hộ đang làm hết tốc lực với quyết tâm cao nhất. Lực lượng công binh tập trung đào bới đống đổ nát. Cảnh sát cứu hộ đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. 9 giờ 7 phút, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Thành. 9 giờ 20, nạn nhân còn lại đã xác định vị trí nhưng tiên lượng rất xấu. 9 giờ 30 phút, quận Ba Đình yêu cầu các hộ dân liền kề nhà số 41-43 tạm thời di chuyển khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Quận sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. 9 giờ 40, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội chia sẻ về công tác cứu nạn tại hiện trường.
9 giờ 55, anh Nguyễn Hồng Thắng, một trong bốn người thoát nạn ra ngoài, đang phối hợp với công an để nhận diện nạn nhân. 10 giờ 55, hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Thế Hùng, giám đốc công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cùng phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bàn bạc về vụ việc. 10 giờ 58 phút đã xác định vị trí chị Hằng, nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp, nạn nhân đang bị mắc kẹt giữa các tấm ván. Các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập tức yêu cầu khoan sâu thêm xuống để đưa nạn nhân ra ngoài. 11 giờ 2 phút, đại tá Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu sau công tác cứu hộ, cơ quan công an phải kiểm tra lại giấy phép sửa chữa nhà của hộ dân bên cạnh. Thông tin đang tiếp tục được cập nhật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.